Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị theo dõi những tin tức thời sự lúc 16 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Saffron Việt Nam vừa đón nhận giải thưởng ASEAN Award 2019 và giải thưởng nhà phân phối xuất sắc nhất Đông Nam Á từ Iran. Saffron Việt Nam hiện tại được biết tới là một trung tâm phân phối nhụy hoa nghệ Tây chính hãng từ Iran. Doanh thu xuất khẩu saffron vào thị trường Việt Nam 6 tháng đầu năm vào khoảng 34 triệu đô la Mỹ, gấp 9 lần doanh thu cả năm 2016. Để trồng cây nghệ Tây và sản xuất saffron, người chăm sóc cần đảm bảo những yếu tố quan trọng như đất trồng, nhiệt độ tưới tiêu và ngăn chặn những tác nhân gây hại từ các loài động vật.